gọi của người dân Ede, chứ Bluk có nghĩa là núi lửa. Đến công viên địa chất Đắk Nông, khu vực có núi lửa hoạt động trong quá khứ, không chỉ được khám phá các kiểu núi lửa khác nhau, bạn còn đi vào thế giới của lòng đất với hang núi lửa, lava thực. Công viên địa chất Đắk Nông có 5 núi lửa, Nâm Dơng, Băng Mò nằm ở huyện Cư Rút, Nâm Plang, Nâm Ca nằm ở huyện Krông Nô và Nâm Glê nằm ở huyện Đắk Miêu. Các núi lửa trên đều hoạt động theo kiểu phun trào, phun nổ hoặc đồng thời cả phun trào và phun nổ hoặc phun trào khe nứt cách nay 10.000 năm. Khi núi lửa kiểu phun trào hoạt động, dòng bazan lỏng có độ nhớt thấp sẽ chảy tràn. Các lớp bazan bên trên do tiếp xúc với không khí nên nguội và đông cứng trước. Các lớp bazan bên dưới nguội chậm hơn, vẫn còn ở dạng lỏng và tiếp tục di chuyển. Trong các giai đoạn cuối của quá trình phun trào, sự cung cấp dung nham giảm dần khiến vật liệu nóng chảy bị chảy đi nhưng không được bù đắp. Sự thiếu hụt này tạo các đường hầm hình trụ kéo dài theo dòng chảy bên dưới lớp bazan đã đông cứng. Khí thoát ra từ dung nham, tích tụ dưới mái vòm và nâng đỡ mái vòm. Khi khí này trộn với không khí từ các lỗ thông hơi trên vòm hang, tạo sự gia tăng nhiệt mạnh mẽ từ quá trình oxy hóa. Nhiệt độ này đủ để đá vòm hang tái nóng chảy, sau đó nhỏ giọt xuống cùng với dung nham còn sót lại. Dung nham như vậy có thể đông lại tại chỗ để tạo thành nhũ đá nhỏ. Có đến 5 núi lửa, nhưng tại công viên địa chất Đắk Nông chỉ mới nghiên cứu hệ thống hang núi lửa liên quan đến núi lửa Nâm Plang với tổng chiều dài 10 km gồm 50 hang. Trong đó, hang C7 dài 1.067m là hang núi lửa dài nhất Đông Nam Á. Hang C6.1, nơi phát hiện dấu tích của người tiền sử cách nay 10.000 đến 7.000 năm. Cùng Exotic Việt Nam khám phá hang C3 nằm trong hệ thống hang dài 968m, chia thành nhiều đoạn ngăn cách bởi các hố sụp. Hang có chiều cao đến 15m, sàn hang khá bằng phẳng, hang có nhiều ngách và nhiều nhũ đá đẹp. Tại cửa hang C3 ở phía hạ lâu có một hóa thạch độc đáo làm một khuôn hình cây gỗ với đường kính 80cm được hình thành bởi nham thạch bao phủ. Một trải nghiệm thật lạ lẫm trước thiên nhiên kỳ vĩ là một kỷ niệm không thể quên khi tham gia các chương trình tipping cùng với Exotic Việt Nam tại Đắk Nông. Nơi đây chúng ta đang đứng ở giữa một hố trũng. Thì cái hố trũng này được hình thành do sự sụp trần hang động, tức là hang dung nham thì hình vòm. Tuy nhiên qua thời gian hơn 10.000 năm đó thì cái trần hang động có thể sụp xuống do những tác động của thời tiết. Thì chính sự sụp trần hang động này nó đã ngăn cách giữa hang C3 và hang C4.